án cháy chung cư mini khiến hơn 56 người thiệt mạng, giấy phép chỉ có 6 tầng. 30 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini là giáo viên và học sinh. 91 người bị ngộ độc, Bộ Y tế yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở bánh mì Phượng. Nguyên cán bộ công an huyện ở Trà Vinh bị bắt vì nhận hối lộ. Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, tông chết người rồi bỏ chạy. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ cháy kinh hoàng tại một căn chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cập nhật thông tin mới nhất, lực lượng chức năng đã xác định chung cư mini này được xây dựng vượt tầng trái phép. Hiện theo thống kê chưa đầy đủ về thiệt hại vì số người bị thương nặng do vụ hỏa hoạn được đưa đến nhiều cơ sở y tế để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo số liệu thống kê, vào chiều tối ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em. 39 trên 56 người tử vong đã được xác định danh tính và có 37 người bị thương. Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an thành phố Hà Nội, chủ nhà là ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, trú quận Cầu Giấy, có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng công trình nhà chung cư mini, nơi xảy ra thảm họa đau lòng. Cụ thể, tháng 3 năm 2015, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã cấp phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng nhà tại số 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Tại giấy phép xây dựng số 89/2015 GPXD, ngày 11 tháng 3 năm 2021, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho ông Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4 m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng. Tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là 1.165,9 m2, tầm chiều cao công trình là 20,2 m, không tính tum thang. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, chung cư mini này đã xây dựng lên đến 9 tầng cộng 1 tum với diện tích khoảng trên 200 m2. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Minh để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Cũng liên quan đến vụ cháy này, mới đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, trong vụ cháy chung cư mini kinh hoàng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, có 30 giáo viên và học sinh là nạn nhân. Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, vào 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023. Trong số các nạn nhân có một giáo viên và 29 học sinh, tính đến thời điểm chiều tối ngày 13 tháng 9 năm 2023. Chiều ngày 13 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cùng ban giám hiệu một số trường học trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong số 30 nạn nhân của vụ việc đã xác định một số học sinh tử vong, một giáo viên và nhiều học sinh bị thương với các mức độ khác nhau. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các nhà trường tiếp tục rà soát các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy, đồng thời có phương án hỗ trợ học sinh đang điều trị tại các bệnh viện. Với những trường hợp học sinh bị thương nhẹ, yêu cầu trường học phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp các em. Cũng theo ông Cương, đối với những trường hợp học sinh tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Công đoàn ngành và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị có liên quan thăm hỏi, chia buồn, lo hậu sự cùng gia đình. Thưa quý vị, thiệt hại do vụ cháy chung cư mini này gây ra là vô cùng to lớn. Dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của 56 người. Có thể thấy, loại hình nhà ở này đang tồn tại rất nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn về vấn đề hỏa hoạn cũng như gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra hàng loạt chung cư mini. Mong rằng mọi người đều nâng cao ý thức để không còn những sự việc đau lòng xảy ra. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Tiếp theo là thông tin về an ninh trật tự. Tối ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyên thiếu tá Phạm Hải Triều, sinh năm 1983, nguyên cán bộ Công an huyện Trà Cú vì tội nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra, ngày 15 tháng 4 năm 2023, ông Đặng Công Bình, sinh năm 1980, thường trú phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nộp hồ sơ đăng ký mới đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Lexus LX 570 tại đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký xe, phát hiện có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả. Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ xe và tiến hành xác minh. Đến ngày 5 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý. Quá trình điều tra, ông Đặng Công Bình thừa nhận hành vi sử dụng hồ sơ giả để đăng ký xe ô tô và mô tô, có móc nối với Phạm Hải Triều, thiếu tá, nguyên cán bộ Công an huyện Trà Cú để tiếp nhận đăng ký mô tô tại Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 10 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Công Bình. Quá trình làm việc, bị can Đặng Công Bình thừa nhận, khi làm thủ tục đăng ký xe, bị can có nhờ Phạm Hải Triều tìm những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để đứng tên đăng ký xe mô tô với số lượng 66 xe. Với mỗi xe đăng ký thành công, Đặng Công Bình cho Phạm Hải Triều số tiền 3 triệu đồng. Ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, đưa, nhận hối lộ, ra quyết định khởi tố bị can và ngày 13 tháng 9 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hải Triều về tội nhận hối lộ. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, mới đây, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong. Điều đáng nói là sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê xe đạp điện của nạn nhân trên đường. Thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9 tại đường Cán Cờ, khu phố 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1981, ở thôn Quang Trung, xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ theo hướng Hoàng Hóa đi thành phố Thanh Hóa. Khi chị đi đến trước công ty Hoàng Tuấn thì bị xe ô tô biển kiểm soát 36A75926 do Lê Văn Thọ, sinh năm 1995, ở tại số 3 Hồ Đắc Di, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa điều khiển, đi phía sau cùng chiều đâm vào. Hậu quả, chị Hát tử vong tại chỗ. Đang nói, sau khi gây ra tai nạn, Thọ tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy đến khu công nghiệp Tây Bắc Ga thì bị người dân giữ lại, giao cơ quan công an. Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở Thọ có kết quả 1089mg trên 1 lít. Kiểm tra ma túy không dương tính. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra bởi người lái xe có nồng độ cồn và không tỉnh táo khi điều khiển phương tiện. Thế nhưng, nhiều tài xế dường như vẫn không có trách nhiệm khi cầm lái, sử dụng chất kích thích và gây ra các vụ việc đau lòng. Thậm chí đáng lên án hơn, đó chính là hành động bỏ chạy sau vụ việc. Những hành vi này cần nhận lại những bản án thích đáng của pháp luật để tăng tính răn đe. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Mới đây tại Quảng Nam đã xảy ra vụ việc 91 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở thành phố Hội An. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc. Theo Cục An toàn Thực phẩm, ngày 12 tháng 9, nhiều người dân có triệu chứng đau bụng, đi ngoài phân lỏng, sốt, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu bánh mì Phượng, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và phải nhập viện điều trị. Để xử lý vụ việc và chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai một số nội dung, trong đó tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các bệnh nhân. Tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc theo quy định, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn. Trước đó, trên nhiều kênh thông tin phản ánh người dân và du khách ở Hội An, Quảng Nam đã ăn bánh mì và bị ngộ độc. Sau đó, Sở Y tế Quảng Nam xác nhận số lượng bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Hội An lên đến 91 người. Trong đó, có một số bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc nhẹ, sau khi thăm khám đã cho ra viện. Một số khác đang được các bệnh viện tích cực theo dõi, giám sát để có phương án điều trị kịp thời. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vụ việc này tại Quảng Nam khiến nhiều người đặt dấu hỏi cho chất lượng, nguồn gốc thực phẩm của cơ sở ăn uống này. Liệu kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm sẽ có những thành phần gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới gửi đến quý vị. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, sau khi đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ ống gây ra tại thị xã Sapa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký một văn bản hỏa tốc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa của tỉnh này. Theo báo cáo trong quyết định trên, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm ngày 12 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to. Đặc biệt, một số nơi có mưa rất to, lượng mưa tích lũy đo được ở một số trạm từ 18 giờ ngày 12 tháng 9 đến 6 giờ ngày 13 tháng 9 tại thị xã Sapa, xã Trung Trải 142,4 mm, Thủy điện Tà Thàng 118,2 mm, Ô Quý Hồ 82,6 mm, xã Mường Hoa 77,4 mm, xã Gia Phú 1, Bảo Thắng 109,2 mm, xã Sơn Thủy, Văn Bàn 106,6 mm. Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 đến 55 mm. Thiên tai đã làm chết và mất tích 7 người, thị xã Sapa 6 người, huyện Bát Sát 1 người, 1 người bị thương. Tính đến 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9 đã tìm kiếm được thi thể của 3 nạn nhân bị lũ cuốn, còn 3 người hiện đang mất tích. 3 nạn nhân đã được tìm thấy là Vù AN sinh năm 1999, Vù AG sinh năm 1991, Vũ Văn Hát 1999. 3 người mất tích là Sùng AD sinh năm 1990, Tần Vân P sinh năm 1979, Lê Đức Ca sinh năm 1971. Ngoài ra, lũ ống cũng cuốn trôi làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối chính, Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang. Nhiều nhà cửa, tài sản khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong buổi sáng ngày 13 tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau lũ ống đêm ngày 12 tháng 9 tại khu vực thôn Nậm Cang, xã Liên Minh. Qua thị sát hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trước mắt, cần nhận định tình hình, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tại xã Liên Minh và các xã lân cận, huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thị xã, của tỉnh tham gia công tác tìm kiếm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm cần tuân thủ nguyên tắc bình tĩnh, khoa học, đảm bảo an toàn. Phối hợp với đó, thị xã Sapa cần phải phân công lãnh đạo trực chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương ban hành công điện về công tác cảnh báo thiên tai, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Thời tiết chiều tối ngày 14 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Riêng khu vực Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm ngày 14 tháng 9, mưa lớn ở khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần. Từ chiều tối ngày 14 đến 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa đến Nghệ An từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Ở Hà Tĩnh đến Quảng Bình từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo đêm chiều tối ngày 14 tháng 9, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, trong ngày 14 tháng 9, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết chi tiết các vùng chiều tối và đêm ngày 14 tháng 9. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiều mây. Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 31 độ. Phía Nam 31 đến 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.